Xin chào các bạn, hành trình hôm nay của Lee Kim Hu chính là từ thành phố Hồ Chí Minh để đi đến Vũng Tàu. Và chiều dài đoạn đường là 113 km nhé các bạn. Hello, Lee Kim Hu xin chào các bạn. Hiện tại Lee Kim Hu đang có mặt tại thành phố Vũng Tàu và đang ở một nơi rất là hot luôn nha các bạn, đó là chùa Khỉ. Chùa Khỉ còn có gọi cái tên gọi là chùa Tam Bảo nha các bạn, nó nằm trên đường Vì Ba. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem xung quanh ngôi chùa nha. Đây là dưới núi nè, đèo núi đi lên nè, đây Khỉ nè. Đó. Địa chỉ là 72 Vì Ba, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Nhiều quá hả? Dạ đây mới xanh nè, vé mới xanh. Đây có quán nước nè, có ghé quán nước ngồi trước nè. Có. Chùa Tam Bảo từ lâu đã trở thành điểm tham quan hút du khách và người dân địa phương, nằm trên triền núi lớn thành phố Vũng Tàu. Ngôi chùa nhìn rất bình dị, là nơi cư trú của hàng trăm con khỉ, hàng ngày sống nương tựa nhờ vào thức ăn từ phía nhà chùa và du khách. Chùa do Hòa Thượng Thích Giới Nghiêm xây dựng từ đầu những năm 1970 với lối kiến trúc ban đầu rất đơn sơ. Đến năm 1984, Hòa Thượng Thích Giới Nghiêm viên tịch, tức là chết đó nha các bạn. Còn cho nên các tăng ni và sư trụ trì ở chùa Tam Bảo sau này vẫn kế tục xây dựng và trùng tu chùa Tam Bảo như ngày hôm nay. Giờ mình cùng các bạn lên chánh điện để lễ Phật nhé. Đây là bên trong chánh điện này các bạn. Các bạn hãy cùng mình di chuyển ra phía bên hông của chánh điện nhé các bạn. Đã từ lâu có một đàn khỉ đã xuất hiện trên núi lớn, thức ăn trên núi cạn kiệt cộng với nạn săn bắt khiến chúng phải kéo nhau đi tìm kiếm thức ăn và nơi cư ngụ, và chùa Tam Bảo đã trở thành ngôi nhà của đàn khỉ hoang từ lúc nào không hay. Lúc đầu chỉ vài chục con nhưng sau thời gian được cho ăn, môi trường sống an toàn, chúng sinh sôi rất nhanh và trở thành đàn khỉ hàng trăm con. Bầy khỉ vô tư đùa giỡn trong chùa, không hề sợ con người. Như thành một thói quen, mỗi ngày rất đông người dân và du khách sẽ tìm lên chùa Tam Bảo để cho khỉ ăn. Thức ăn của khỉ chủ yếu là chuối hoặc các loại hạt. Chúng thậm chí còn uống được các loại nước ngọt, ăn bánh nếu du khách cho. Quầy thức ăn cho khỉ được người dân bày bán trước cổng chùa Tam Bảo. Du khách thường mua chuối, đậu phộng, bánh để cho khỉ ăn. Đây cũng chính là nguồn thức ăn chính nuôi đàn khỉ khi mà số lượng thức ăn tự nhiên giảm dần. So với đàn khỉ ở một số nơi thì những con khỉ ở đây khá thân thiện. Chúng chỉ giơ tay và đón thức ăn khi con người cho, nhưng chưa ghi nhận tình trạng tấn công con người như một số nơi khác. Vào thời điểm dịch Covid-19, do giãn cách xã hội, đàn khỉ không được ăn, cho nên kéo chàng xuống trung tâm thành phố Vũng Tàu lang thang để tìm thức ăn. Lực lượng chức năng đã mang một số trái cây lên núi để dụ đàn khỉ trở lại. Sau đó hàng ngày bỏ thức ăn tại chùa Tam Bảo để đàn khỉ không bị đói. Khi đến đây các bạn có thể dừng chân ở đây nha các bạn, nghỉ ngơi. Ở đây có sữa chua dẻo nè, trứng gà lòng đào nè. Hướng này là đi lên Hồ Mây nha các bạn. Được chưa? Kêu trứng gà lòng đào đó, sáng đây nè. Ở ngoài bán luôn. Ai bán gì không? Con mình nó đợi đi, nãy giờ lấy quá trời. Hello, Lee Kim Hu xin chào tất cả các bạn. Hiện tại Lee đang có mặt tại thành phố Vũng Tàu nha các bạn, và đang đứng trước bãi biển Vũng Tàu nha các bạn. Thì hôm nay là thời tiết hình như là, nói chung là bây giờ hiện tại thấy nó hơi đen đen nè các bạn, đó đầu tiên đen từ lùi luôn, biết dám nói nó mưa không, nó không dám nói đâu. Thì lâu rồi mình cũng có ghé Vũng Tàu. Đợt này mình ghé Vũng Tàu mình review lại, review Vũng Tàu coi có gì mới.